Em kính chào cô chú đã tở lại kênh sóng biển Hứa Đông nha. Anh nay đánh lưới con mành nè nghe cả nhà. Gần sáng 3 giờ anh ba mới đánh luôn. Hổm lại trời mưa, dông mưa do ảnh hưởng bão nên mưa với cái tháng mùa mưa nên làm lưới khó khăn, có mưa là nghỉ không có làm nên lên đánh được con mành nè nghe cả nhà. Giờ dắt lưới gần xong rồi. Có cá chét đóng lai lai hồi xưa gần hồi sớm giờ không có, mà gần hết lưới thì mới thấy mấy anh đóng, không biết nhiều hay ít em chưa biết, chắc cũng khoảng vài chục kênh mà gần tới tuần em mới đón được. Lên xuống anh hai của nốt mấy chục gách lên xuống ca nước, mấy chục gách lên xuống ca nước à,
kết. Quá đông.
mình mà ăn năm con rau táo táo cả ký lưỡi cả nhà. Hai ngược nữa nè. Giải rồi đấy. Đi eo. Xong rồi bơm cho mớ nước nha. Hết nữa rồi. Vậy ca nước mình kết thúc nha đó. Ca nước mình kết thúc nha. Anh 50 kết lên, em 50 kết xuống nè. Nhớ nè. Con lên đông xuống. Anh hút bắt à.
mực mà dữ hả? Bán cá câu, bán cá câu. Xịt xịt rồi đắng. Đây, đây của em. Ủa, của ai? Lên trên đi, lên lên. Đây đây. Đây đây. Đây của anh có con cá cá miếp, cá miếp. Cá miếp đỏ. Tại sống này coi căng thôi à, có người coi coi căng ra kỹ nha cả nhà, lắc qua lắc lại nó ít nhai á. À, hai bán cá xong rồi đi tắm lửa. Người nào nhiều nhất là hai kênh, có anh Thanh nhiều, có kênh cá bò tiền quá. Anh để con cái một à, cá bò gốc chứ tháng này là chưa có cá bò về. Đợi anh ba tính sổ rồi mới về, ảnh về buông dây rồi mới chạy về chà neo cả nhà, nãy giờ lỗi neo rồi. Còn anh thêm nữa nè, ba cái gì làm luôn. Rồi tắm lửa xong rồi nghe cả nhà. Đây đây. Hồi ấy. Wow. Cá nhồng luôn. Nhồng nó nhồng cái ấy. Cá tàu tàu. Cá chép. Số chén số một lộ. Vô 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 rồi. Vô mày có tàu.
miếng nữa nè. Cơm xong mấy anh nằm được tới giờ cơm nghe cả nhà. Giờ mở dây la chạy về neo. Mì là bỏ là chén á Tư ông ơi. Để cho nó lã mà nó bèn. Mình nữa coi. Cho mấy đứa làm nó tứ lên xua mình ăn ghẹ đi. Tôi có dựng luôn mẹ cái thùng đó lắm đi. Lùng có ngồi làm tối lên lùng. Đây. Ngồi chưa ta? Đang đợi. Cây chắc chứ. Ai vô hả? Mày. Mày cả nhà ăn mì. Ăn cơm cả nhà ơi. Không xui không lên thôi. Là sát quá. Nãy chả chưa chín thì đừng ăn nghe. Cá ăn câu đi mọi ơi. Mẹ đỡ tôi cắn mặt quá trời quá má nghe cả nhà. Vâng tôi bụng. Gì? Vâng không. Múc ra đâu chén. Hãy đẩy cho tụng á. Đụng kêu hai tí. Để đây hồi đêm. Cái con mẹ kêu ai nhậu. Cứ là tí dậy ra ai nhậu vô rồi chứ. Mới sáng cá chưa ăn rồi mấy anh làm xương xương ăn cơm xong mấy anh mới câu cá nha cả nhà. Trời ơi mới sáng cá ăn thì vậy mà không nhậu vậy. Mày xương xong đuôi mắt mẹ rồi cái đó. Rồi quay ngay dũng cái chết luôn mà chứ. Dũng mà chết chưa à. Thôi từ từ đi. Nêm đồ ăn lại cái em đang nấu cơm phụ cha. Nó còn sung. Ăn thôi là thôi nó bậy nó không mặn. Vậy hòa nó chưa nãy thích ăn. Nó thấy ốm. Lưng mồi. Không lẽ con nói cậu ngồi đây mà đuôi không thấy, không lẽ con nói vậy chứ thiệt. Cá mắt không con mà chưa thấy con cái nào chắc cái này cái hai rồi. Đất nè. Nãy giờ không thấy ốm nè. Nè vô nè. Vô mày mày vô hết thôi ta. Bậy đủ bên kia đưa qua mày làm sung đó. Vậy làm vậy mày sung lắm à, làm hết. Không đuôi đâu bự đâu. Không đuôi nó lớn 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 vậy. Bằng cái đầu đũa đầu đũa à, bằng đầu đũa con bự là không mặc dài đen tu nó dài đụng cái mặt con nó nhỏ chứ con đây, nó không mặc con nó bự hơn nó nóng ổn cái gọn tôi hút con ông mặc đó nha con ông mặc là ta đâu thường thường nó ở mấy bụng tre nó à, cái ông vú à, ông vú mà ông nói đó ông đó là nó bu vô tao cái đầu á cái con nó làm tao cái lỗ tre là ông vú nó ăn đạo là có cô ông đóng ngay vô cái xu nhà nó đi vợ con nó đi nó làm bự vậy nè cao quá quá ông chú là mà nó là nở nở cái mặt bàn còn mà nhà vợ nó đông mấy cái mà nhà mẹ nó bé có để bà con nó có lụ lỗi tao đổ vô nó ổng đi kêu ông thông đùi đừng không để về mượn nó ra nhiều nên mấy anh làm xu xu nhà cái nè hả hốc hổ ông nó chuyến ra rồi đi về trong với diện tư nghe chứ đừng đi đẹp con là nói vậy đi lưới đạn chính bên này nấu cơm lên xuôi phụ sự có đông rồi nó ấy chứ ông qua bển buồn câu kéo năm nay mực mẹ mấy con thì vậy đi lưới cho nó vui đông người chuyến sau về bển hốt rồi chứ hốt hoài ở chuyến sau về bển có cá bồ bên này không có à bên đây đông quá là bển lưới xuống đá này nấu kêu nó anh xuôi về bển đây tao mắc bó sao mày tự ăn cái gì mà cái đuôi gẹ để bại tao mắc bó nữa tình thương gia mình qua kết được ngon chết bụng mày nấu vậy anh xui về bển đây tao mắc máu ăn nước này nấu nước dừa hay gì lá thịt ngon quá nghe tụi máu nè nấu năm cái đi nước lá là cả nhà lông cá mà nó chạy heo rồi cả nhà ngoài mang sát chưa đâu ơi từ 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 để cho nó đấy
chưa nó hạ xuống rồi bỏ xuống cá lại bỏ lại á lại á lại á lại á chừng nào nó lạc cái lưng lên á nó nằm xuống cái nhát rồi đó nó kéo lên tước á đưa cái lưng lên á giật nó vô chứ nó ngửa giật không vô vô này vô vô rồi rồi vô hoành quá sấy cá luôn được sấy cá luôn được bắt cá được nó sấy cho nó cũng khổ lên nó bị mất cốc cái đầu rồi nó giờ phải ăn tôm nó mới lội thịt lắm con cá nó cảm ơn là con mực lá mà con mực lá nó gửi lại cá đó giờ nó phải nuốt tôm vậy mà em nghe con cá gì bự chạy đỡ nó con cá gì lắm đi mà nãy giờ không chịu đâu. Con mực mà chạy heo như này cả nhà. Nghe anh hai nói con cá gì á, ai gì mực lá. Hốt hốt mà lên tới đó trả lại cái lũ tụi lại nè. Rải được mực nang thôi à. Nghe hai nói con cá gì chạy hết cái máy chạy theo không nói con cá gì bự quẩn đi ghê quẩn tưởng con cá gì chạy ra câu buổi chiều câu cá nhồng nghe cả nhà cơm xong rồi mấy anh bạc đều quá ta chết hai sảy à sảy à trời ơi hay quá bạn ơi
kêu mà. Bớt. Ông nữa tới đây nữa rồi. Chạy đâu rồi? Dạ, con. Chiều 5 giờ mấy rồi nha cả nhà. Ở đây mấy chị kiếm mày hai con. Mấy con à cô? Hai con. Nãy giờ ai cũng hai ba con chứ không ai được bốn con cả nhà. Chết như tên mà. Hai cá nó nhỏ. Thấy ghê không lăn luôn. Xịt mực con dễ ăn. Xịt mực nó ăn. Chết thiệt hai nữa đây nè.
con bên này nữa nè. Ở đây là câu hai con. Đem về muối thiệt lâu mà đem ra kho lạc cũng y xì. Nó nhậu lắm hả? Ừ. Ăn vẫn ngon lành. Gom hết ăn thì tối á, mấy anh gom lại như này. 1 2 3 4 4 cân mấy. Bốn cân mấy lần hả? Mày đếm sao chứ tao đếm tới 6 cân nữa. Cái cân đầy mấy cân đấy. Anh có mấy cân luôn hả? Lửa cái này nha. Đếm tới 6 cân. Ăn cơm xong là 5 giờ là nó câu tới 6 giờ là được chứ. Thôi em tạm ngưng video tại đây nha cả nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cuối video của em. Em chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà luôn nhiều may mắn và nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Bye bye cả nhà.